think it's true, but I found I'm powerless with you. Có đi đâu chăng nữa thì em sẽ luôn dõi theo câu lạc bộ Hà Nội sẽ mãi mãi trong tim em. Mọi người ở lại, em mong rằng mọi người sẽ luôn luôn bên cạnh câu lạc bộ dù những lúc khó khăn nhất cũng như lúc thành công, và vẫn như cái truyền thống của câu lạc bộ chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ, vẫn sẽ luôn luôn nắm chặt tay nhau dù có khó khăn như thế nào. Và xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn luôn giữ được cái ngọn lửa đam mê để có thể ở bên cạnh và là cái nguồn động lực cho tất